vĩnh viễn, suy hô hấp dẫn đến tử vong. Tuy nhiên bệnh lại dễ phòng, chỉ cần cho trẻ uống vaccine sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh bại liệt. Bệnh thường xảy ra với trẻ ở độ tuổi dưới 15, trong đó đa phần trẻ ở độ tuổi từ 1 đến 3. Nguyên nhân bệnh bại liệt do một virus hoang dại sống trong tự nhiên gây nên, thời gian ủ bệnh tương đối lâu từ 1 đến 2 tuần và thường không có triệu chứng rõ rệt. Là những bệnh nhân bị bệnh bại liệt, virus có ở họng và ở phân người bệnh trước và sau khi khởi phát có thể đến 2 tuần hoặc hơn. Ngoài ra, người mang virus không có triệu chứng lâm sàng, người lành mang virus cũng là một nguồn lây quan trọng. Nhưng bệnh lây chủ yếu bằng đường tiêu hóa, thông qua tay và dụng cụ nhiễm bẩn với vật chủ trung gian truyền bệnh là ruồi. Virus được thải ra theo phân của người bệnh trong thời gian dài tới vài tháng. Dấu hiệu triệu chứng. Giai đoạn khởi phát, bệnh nhân có những biểu hiện như cúm, bị sốt nhẹ, đau nhức cơ bắp. Do virus bại liệt xâm nhập qua đường tiêu hóa nên trẻ có thể bị tiêu chảy, nôn. Sau đó, nếu bệnh tiến triển lên, bệnh nhân sẽ có biểu hiện liệt. Bệnh nhân sẽ không bị liệt ngay mà liệt từ từ, lúc đầu thấy yếu một tay, một chân rồi dẫn đến không vận động được. Có thể người bệnh vẫn cử động được đầu ngón tay, chân nhưng không thể nâng cả tay lên và chân không bước được. Kéo theo đó là các cơ sẽ bị teo do không được vận động. Nguy hiểm hơn, nếu virus bại liệt tấn công vào các cơ quan khác như các cơ ngực, cơ hô hấp, bệnh nhân có thể bị suy hô hấp, khó thở, ngừng thở và dẫn đến tử vong. Bệnh thường xảy ra với trẻ ở độ tuổi dưới 15, trong đó đa phần trẻ ở độ tuổi từ 1 đến 3. Tuổi hay gặp là trẻ em 2 đến 8 tuổi, đặc biệt là trẻ 2 đến 4 tuổi chiếm tới 60 đến 80%. Trẻ sơ sinh và người lớn có thể bị nhưng ít hơn và thường là không điển hình. Cần phân biệt giữa liệt do virus bại liệt và liệt do các nguyên nhân khác. Liệt do virus là liệt từ từ, chân tay vẫn có cảm giác, véo vẫn thấy đau, còn gọi là liệt mềm. Còn liệt không do virus bại liệt gây nên là liệt cứng. Phòng chống. Uống vaccine là cách duy nhất để ngăn ngừa bệnh. Trẻ sơ sinh nên được uống vaccine phòng bại liệt vào các tháng thứ nhất, thứ hai và thứ ba sau khi sinh. Để phòng bệnh, cần đảm bảo vệ sinh ăn uống, quá trình và dụng cụ chế biến món ăn phải đảm bảo an toàn, sạch sẽ, thực phẩm phải rõ nguồn gốc. Điều trị bại liệt, thể liệt. Điều trị toàn diện, kết hợp chặt chẽ điều trị triệu chứng, chống viêm, giảm đau, hồi sức, hô hấp tuần hoàn với việc nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Giai đoạn tiền liệt. Bất động bệnh nhân trong 1 đến 2 tuần. Nếu có sốt cao phải hạ nhiệt, đề phòng co giật bằng cách chườm lạnh hoặc dùng thuốc paracetamol, Efregan, Advair, giảm đau an thần, Anagin, Aspirin, Dimecrone, tiêm bắp hoặc uống Cerusen. Giai đoạn liệt, đặt bệnh nhân ở tư thế phòng dị dạng, tích cực hồi sức tuần hoàn, hô hấp nếu do tổn thương nặng ở thể hành tủy. Đặt nằm nghiêng theo tư thế dẫn lưu, hút đờm rãi, thở oxy, hô hấp nhân tạo, bồi phụ nước, điện giải, trợ tim mạch, spartrin, copramin, nâng huyết áp, dopamine, chống phù não. Giai đoạn hồi phục và di chứng, tiếp tục các biện pháp lý liệu và thể dục liệu pháp, cho bệnh nhân tập thể dục nhẹ nhàng, tập đi lại và các cử động khác. Điều trị bại liệt thể nhẹ, điều trị các rối loạn tiêu hóa, tăng cường dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng. Điều trị bại liệt thể không liệt, chủ yếu là an thần, giảm đau, chống phù nề não.